chúng ta biết là chữ xuân mà chúng ta viết ra chữ Hán á, nó sẽ vẽ hình cỏ cây đang bung nở dưới ánh mặt trời. Chữ xuân mà ta viết ra Hán tự tức là nền văn minh gốc của những cái nước vùng Đông Á dùng chữ Hán như là Nhật, Hàn, Trung Quốc, Việt Nam xoay chung quanh chữ Hán, thì chữ xuân là viết như là cỏ cây đang bung nở dưới ánh mặt trời. Ta nhìn vào hình ảnh ta của chữ, chữ tượng hình xuân, ta sẽ thấy điều đó. Mà lạ một điều là trong tiếng Anh, chữ xuân, spring, nó cũng có nghĩa là một cái gì đó đang bật dậy, đang bung lên. Nghĩa là cả hai thứ chữ không liên quan gì nhau hết, chữ Anh và chữ Hán đều diễn tả xuân như một cái gì đó đang bật lên, đang bung lên, đang xòe ra, đang múa. Nghĩa là các dân tộc khác nhau, cả Đông lẫn Tây đều hình dung mùa xuân như một cái gì đang bung nở, đang bung nở như là hoa xuyên tuyết. Của nhà thơ độc giả Nobel là Louise Gluck, bà viết là cái hoa đó nó bung nở trong làn nắng lạnh, lại bung nở trong làn nắng lạnh, nụ đầu xuân hé lên chơi, lại bung nở trong làn nắng lạnh, nụ đầu xuân lại ánh lên chơi. Chúng ta biết là cái hoa xuyên tuyết nó dù bị tuyết chôn vùi nhưng mà đến mùa xuân thì nụ nó bung nở ra, y như cái chữ xuân trong tiếng Anh và y như chữ xuân viết trong tiếng Hán đó. Thì cái nhà thơ nữ mà độc giả Nobel là Louise Gluck đã hình dung là lại bung nở trong làn nắng lạnh, nụ đầu xuân lại ánh lên chơi. Nhưng mà chung quanh là tuyết, vẫn còn tuyết. Khi một cái gì đó đang vươn lên, đang bung lên, không phải là mọi điều kiện là thuận lợi đâu, lúc đó tuyết vẫn còn. Thế nhưng mà cần một cái tình yêu dám sống, một khát vọng sống, một khát vọng yêu cực kỳ mãnh liệt thì mới phá cái lớp tuyết đó mà vươn lên được. Cho nên lại bung nở là spring, nhảy lên trong làn nắng lạnh, nụ đầu xuân lại ánh lên chơi. Sợ là nhưng bọn các người, tức là qua xuyên tiếng nói với chúng ta đó, qua xuyên tiếng nói với loài người á, sợ là nhưng bọn các người khóc kêu quân à, niềm vui vô thường. Các người khóc nhưng mà các kêu, các người vẫn nói tiếng vân, nói tiếng vân với đời sống. Có một hai thái độ trước đời sống, có hai thái độ trước đời sống, đó là một thái độ nói tiếng vân và thái độ nói tiếng không. Chúng ta hay nói là nói không với, tức là không chấp nhận. Đời sống nó có hai, chúng ta có hai thái độ với đời sống, là nói tiếng vân với nó hoặc nói tiếng không với nó. Những người mà chán đời, ghét đời thì nói tiếng không với đời sống, và những người dám sống, dám yêu thì nói tiếng vân với đời sống. Thì nhà thơ nữ mà chúng ta vừa kể á, cô nói rằng sợ là, tức là sợ sống à, nhưng bọn các người khóc kêu vân à, niềm vui vô thường. Biết đời sống là vô thường, cái chết nó sẽ đến, sự hủy diệt sẽ đến, nhưng ta vẫn vân ngã với đời sống. Bài thơ đó là vậy. Rồi, ta đọc lại bốn câu đó. Lại bung nở trong làn nắng lạnh, tức là qua xuyên tuyết. Lại bung nở trong làn nắng lạnh, nụ đầu xuân lại ánh lên chơi. Sợ là nhưng bọn các người khóc kêu quá ngã, niềm vui
vô thường. Hoa tuyết điểm. Thơ Louis Glock. Tôi là chi, thế nào tôi sống? Người biết chưa tuyệt vọng như tôi. Thế thì người sẽ hiểu thôi, ý mùa đông đến với người mùa đông. Có là chi mà mong lại sống? Đất đè tôi chẳng vọng hay mong. Tỉnh ra lại thấy là thân, cửa trong đất ẩm nhớ lần hồi xưa. Lại bung nở trong làn nắng lạnh, nụ đầu xuân lại ánh lên chơi. Sợ à những bọn các người khóc kêu vâng dạ niềm vui vô thường. Trong trần gian mới gió sương, nhật chiêu dịch